Xin chào các bác nhá. Hôm nay là dẫn các bác đi câu cá tự nhiên bắt cái đập Đồng Quan ở bên Sóc Sơn. Hôm nay là hai vợ chồng buồn buồn chán lại rủ nhau đi câu. Bây giờ hiện tại giờ là 3 giờ rồi. Ra đây ngồi câu một lúc thì về. Mà gió rất là to. Rất nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái, resort, homestay, núi. Cái khu này là được vào, khu này là được vào miễn phí này. Dọc cái bờ sông này cũng có vài chỗ người ta đang xây resort, nhưng mà cái đoạn này là sát núi, có nhà dân cho nên là đến người ta có thể đến cắm trại, đốt lửa trại này. Rất nhiều người đến đây cắm trại. Chỗ này có thể bơi được nhưng mà nói chung là nước hồ này khá là sâu. Từ đoạn này ra thẳng ra cái góc này đã là rất là sâu rồi. Anh nhỉ? Toàn đá ong này cắm sao? Đủ bảy luôn. Đâu, vẫn còn thiếu một giây nữa. Vừa mới nhúng xuống phát xong kìa. Lên được veo veo luôn kìa. Rồi đủ bảy luôn rồi này. Bảy chưa? Bảy rồi. Thôi các bác gì này đúng có mấy chưa đến 2 phút rồi. 7 phút luôn. Ôi. Thôi rồi mất con rồi. Con rồi. Rồi.
Về chưa? Thích không? Được. Thích chưa? Chơi trò này cũng vui phết này. Thích rồi đúng không? Ừ. Kiếm ăn thế. Này mà thi xem đứa nào câu được nhiều cá nhỉ? Mình vô địch luôn. Em nghĩ là cái đấy nó phải móc lên trên chỗ kia kìa. Đấy, thì em muốn em giữ này. Người ta mới xấu. À. À, mà ngắn vớt dây xuống dây dài quá. Để cắt vớt dây. Ừ. Nhìn dây dài quá cũng mệt lắm. Ba con. Cái này cho trẻ con vừa chơi cho vui nhỉ. Vừa mất 2 con rồi, vừa 5 con rồi mà. Cái này cho trẻ con chơi chắc vui lắm nhỉ. Em nghĩ là móc mồi, móc cái ở trên. Xong rồi ở đằng sau cái này nó lên. 4 con quá anh. Bắt hôm nay chuyển sang câu tép hay không câu cá. Rồi chào các bạn được. À đây, xem nào, đứng đây chụp cho ảnh nào. Đó, dây. Đó, vào, cầm cả dây, cầm cái dây vào. Cảm giác như kiểu đang phơi khô cá. Nói sợ. Đó, bỏ cái áo này ra đã. Gì đó? Bao bụng. À, tiếp bên trong cơ. Coi rồi, tháo ra được. Nào, nào. Một dây 6 con. Ok. To thế à? Con này bé rồi, cần thủ đây bắt cá đây. Tôi bây giờ sẽ đi câu cá. Tớ con to nhá. Đấy, một con này các bác này bằng 10 con kia. Bằng 50 con kia nhá. Đây là xem ai to hơn nào. Vãi là to hơn. Đấy. Bằng mì lý này. Thank you.
được. Ở đây có cái lỗ này. Lỗ ngay chân anh đó. Anh thả con rô phi kia ra vào thì anh ấy luôn cho em. Anh vứt luôn con mương vào cho em gái. Mương ở chỗ bát này này. Chết rồi. Thì cứ vứt vào đấy. Rơi hết cá rồi.
Đen xí này. Đây này, nó đang quay đây này. Thôi nhìn nó. Đấy nó đang thấy số. 23 phút được lên YouTube. Ôi nhưng mà bây giờ mình nhìn cái ở màn hình này thì sẽ lại đen xí. Tại nó thế. Xin mời các bác xem thành quả nhá. Cân tép, hai con cá chép, một con diếc. Làm mưa cá mưa rồi chắc cũng mệt lắm này. Thành quả này. Đây là toàn vợ tôi câu rồi. Giới thiệu các bác đây là món cá rô phi tép rán. Tôi chỉ thích ăn mấy cái loại này, rán giòn với bia rất là ngon. Hôm nay đợi còn làm thêm cho món gà hầm thuốc bắc tẩm bổ cho các anh em cần thử. Đấy, rất ngon, rất thơm. Hai món rất là ngon. Đấy, món tép kìa.
tuyệt vời luôn. Xin giới thiệu các bác, đây là hôm nay nhà tôi có món cá tôi vừa đi câu chiều nay này. Đây là gà quê nuôi, đây là bánh mì. Thì món cá chúng ta sẽ chấm với ớt, thêm củ tỏi, quên chưa bóc tỏi. Đấy, tỏi này, đây là gia vị ớt. Đấy, đây là bia với vợ chồng cốc. Rồi, xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và có những cái bữa ăn ngon. Đây là bữa cơm nhà tôi. Xin mời các bác thử món cá rán nhá. Đây là cá mương rán, ta chấm mấy cả mắm tỏi ớt. Đấy, toàn trang thật rồi, không biết nhé. Toàn nghe tiếng Anh gấp chắc. Xin mời các bác uống bia nhá. Tuyệt vời.